Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình tiếp theo làm phần thứ hai, lật mặt Kitô giáo. 2. Tự cho là văn minh thượng đẳng. Thứ đến sau khi giáo hội ra sắc chỉ thừa nhận thổ dân cũng là con người, thì người da trắng vẫn tự cho mình là giống người thượng đẳng, đi khai phóng cho loài người thấp kém, và họ đã sử dụng cây thánh giá, sự cứu rỗi như một vũ khí văn hóa. Đề nghị mang tính nhân ái của linh mục Bartolomé Di Las Casas còn nghìn lần nguy hiểm hơn những vụ tàn sát không thương xót, vì lưỡi gươm không tạo ra được số người cải đạo và chịu cúi mình làm tay sai cầu xin ân huệ của quân cướp nước. Chính nhờ cây thập giá, thanh gươm ẩn hình, bản hiệu thương xót cứu rỗi của Chúa mà tầng lớp tay sai, chó săn mới được nuôi nấng huấn luyện. Và tầng lớp bán rẻ dân tộc, bán rẻ cha ông và truyền đến truyền thống để cầu vinh này đã quay lại cắn giết chính bà con ruột thịt của chính mình. Như lũ người bỏ đạo ông bà sang thờ phụng cây thập giá người Việt. Và nhờ đám ưng khuyển Việt này mà Pháp chiếm Việt Nam. Alistair Hennessy đã dùng từ Indian Aliens để chỉ cho lũ ưng khuyển thổ dân Mỹ bán rẻ quê hương của họ. Nhưng tôi thương cảm hơn đám ưng khuyển Việt gian, vì họ hoàn toàn yếu đuối tuyệt vọng trước quân thù khá khôn ngoan với vũ khí hoàn toàn ưu việt. Thậm chí họ còn không có vũ khí bằng kim loại, theo sự quan sát đầu tiên của Kha Luân Bố, vì họ sống đã nghìn năm trong niềm tin yêu tình làng nghĩa xóm, chưa hề có chiến tranh, trong khi người Việt đã từng trải chiến tranh khắp chốn, kể cả mặt biển, đã quen với kháng chiến, đã luôn dũng mãnh ngoan cường chống lại bất kỳ thế lực ngoại xâm nào. Đưa ra yếu tố này cho thấy bọn Việt gian không đứng trước một tình trạng bắt buộc phải hợp tác với Pháp. Nhưng thổ dân châu Mỹ vì sống còn phải khuất thân làm nô lệ cho bọn Kitô da trắng. Giám mục Bunginer từng khoe khoang về công lao bán nước của người Công giáo Việt Nam bằng câu nói trứ danh sau: không có các giáo sĩ và giáo dân thì người Pháp cũng giống như cua bẻ gãy hết càng. Bunginer đã nói lên sự thật về những nhà truyền giáo từ thế kỷ Kha Luân Bố về sau: không có các giáo sĩ và giáo dân thì không ai có thể biến một đất nước rộng lớn với hàng triệu người dân thành một chuồng cừu, chuồng chiên, nô lệ của Chúa và cho đế quốc được. Hãy tưởng tượng Việt Nam là gì nếu chúng ta không chiến thắng quân Pháp tại Điện Biên Phủ. Cho nên không thể tách rời khái niệm Chúa ra khỏi khái niệm đế quốc. Tất cả các thuộc địa của Âu Châu đều sử dụng cây thập ác làm ngọn cờ tiên phong, và nhân danh cây thập ác sở hữu chủ kẻ tân tòng đã khiến bọn họ quay mũi gươm thọc vào cổ họng nhà nước bản địa trong những cuộc chiến tranh nhân dân tử vì đạo. Không nhà nước nào trong thời kỳ chiếm lĩnh thuộc địa không ngã gục với chiến lược tử vì đạo. Triều Nguyễn ngày xưa bị Pháp siết cổ bằng dây thòng lọng măng côi. Kháng chiến quân Đinh Công Tráng bị quân Pháp thọc cây thánh giá vào yết hầu, chết không kịp giãy giụa. Cuộc chiến của lý tưởng tử đạo này vẫn còn đang tiếp diễn tại Việt Nam giữa nhà thờ Công giáo và nhà nước Cộng sản. Hai bên vẫn đang gườm nhau và vờn nhau bằng chiến tranh văn hóa nhân dân, một thứ du kích chiến thời đại mà khẩu hiệu là hòa bình, đoàn kết, nhân ái, yêu thương, lòng Chúa thương xót, phép lạ của Đức Mẹ. Càng giấu kín súng ống và các động thái bạo động càng chiếm được ưu thế chiến lược, nhà nước Việt Nam có vẻ như đang rơi vào thế bị động. Tay vợt bên kia lúc thì đánh chéo góc phải, lúc chéo góc trái, lúc bỏ nhỏ, lúc đánh mạnh vào hậu cần, đã khiến nhà nước bao xăng hụt cả hơi. Có lúc phải sang tận Vatican
để điều đình năn nỉ. Khổ nổi chiến tranh kiểu bắn quân sự này thì Kitô giáo là vô địch, vì vũ khí là sự gian ngoa xảo quyệt, đánh lén nằm bà nằm vùng, đút lót mua chuộc, mị dân mị ngữ. Nhà nước luôn là kẻ cầm quyền và Công giáo luôn thủ vai kẻ đối lập. Kẻ đối lập luôn có lợi thế hơn kẻ cầm quyền. Nhà nước sợ Công giáo đến nỗi chưa hề dám đụng đến bất kỳ một linh mục Công giáo nào, dù linh mục ấy ngang nhiên treo cờ Ba Sọc, ngang nhiên lên án bôi nhọ Hồ Chí Minh và trắng trợn đòi giặt sạch lăng mộ Ba Đình. Sự sợ hãi này có thể được hình dung bằng hình ảnh con chim thường được gọi là kinh cung chi điểu, sợ ná đến nỗi không dám đầu trên cành công. Cho nên khi đụng phải vụ thiền âm bên bờ vũ trụ thì nhà nước lại sợ bị tố cáo là đàn áp tôn giáo, nên vụng về phó mặc cho các giá trị văn hóa lừa bịp gian manh được tha hồ thăng hoa, làm bại hoại đạo đức và xã hội. Xin mở một dấu ngoặc ở đây là để nói về vị linh mục Ngụy Nhân Đạo Bartolomé de las Casas. Ông ta là một thủy thủ dưới trướng của Nicolas Ovando, một tay chân đắc lực của đồ tể Columbo. Khi Columbo bị bãi nhiệm thì chính de Ovando thay thế chức vụ tổng chỉ huy. Tội ác của tên này chỉ có hơn chứ không kém Columbo. De las Casas sở hữu đất đai lãnh chúa theo diện Ecomininas như tôi đã đề cập bên trên, tại vùng đất này mà ngày nay là Haiti, Cộng hòa Sát Dominique. Sau này ông trở về Tây Ban Nha hối hận những tội ác đã làm nên đi tu theo dòng Đa Minh. Khi được thủ phóng linh mục, De las Casas lại trở qua Mỹ Châu để giảng đạo, làm tuyên úy trong quân đội của Diego Colón, con trai Columbo. Tên này sau này làm đến chức phó vương thống đốc. Chính sách tàn ác của giáo hội Công giáo được ghi lại trên Wikipedia về thời kỳ này như sau. Cùng năm đó, nhà luật học John Lofer de Palacoy Rubiot đã viết ra văn bản Requerimiento, một văn bản mà theo ông cho phép người Tây Ban Nha được quyền chiếm đoạt đất đai của người da đỏ vốn đã được giáo hoàng ban thưởng cho vương triều Tây Ban Nha. Người da đỏ phải thừa nhận giáo hội, nếu họ từ chối thì có thể ép buộc đức tin của họ bằng sắt hay bằng lửa. Ép buộc đức tin bằng sắt hay bằng lửa trong ngọt kép là thủ đoạn mà từ khi con cháu Công Tây Tin đưa Kitô giáo lên làm quốc giáo của đế quốc La Mã, toàn thể Âu Châu bị cải đạo bằng phương pháp này. Số nạn nhân của thời kỳ đầu phải nói là vô kể, chưa tính vào đó số nạn nhân của Kitô nguyên thủy bị tàn sát vì không chấp nhận các nguyên tắc mới của Kitô Roma. Một người trưởng thành Âu Châu Á có thể chẳng biết tắc Anger, thời đại đen tối là gì, nhưng trẻ con Âu Châu biết ngay đó là thời kỳ đen tối kéo dài từ thế kỷ thứ tư và chấm dứt bằng thời đại tỉnh thức cuối thế kỷ thứ 18. Trong gần 1.500 năm đó, bóng tối bao phủ khắp Âu Châu vì những luật lệ tàn ác và khắc nghiệt của giáo hội La Mã. Con người sống trong đêm đen, suy tư và kiến thức đều do giáo hội dẫn dắt và áp đặt. Chỉ cần sai một ly so với những quy định của giáo hội thì bị thủ tiêu hoặc bị đưa ra tòa án dị giáo xét xử. Galilei và Bruno Rodinon là hai tấm gương điển hình ngày nay giáo hội luôn đưa các nhà khoa học linh mục như Nicolas Copernic, Roch Lemaître, Roch Mendel ra trưng trong tủ kính để khoe hù thiên hạ, nhằm ngụy trang và tránh né chuyện các triết gia, nhà khoa học bị giáo hội cho người thảm sát, giết chết trên giàn hỏa hoặc cầm tù cho đến chết. Có rất nhiều khoa học gia
triết gia bị giáo hội phân thây hay thiêu sống. Tôi không đi sâu vào chi tiết vào đề tài này, nhưng đó là một vài nhân vật cần được kể ra bên dưới. Hypatia, Janhut, Bicho, Abano, Roger, Bacon và những trí thức khoa học gia bậc nhất xã hội nằm trong số bị giáo hội tàn sát mà ít người biết so với hai nhân vật Galileo hay Bruno Giordano. Ai muốn xem giáo hội giết những nhà khoa học như thế nào thì lên mạng truy cập và sẽ tường tận hơn. Ở đây tôi đặc biệt giới thiệu đôi chút về trường hợp nữ khoa học gia trứ danh Hypatia. Có lẽ là người nữ đầu tiên bị thảm sát gây chấn động nhất lịch sử, tiên khởi là do bản chất khát máu và hèn hạ của vụ án. Thứ đến vì Hypatia là một phụ nữ hội đủ các yếu tố để được ngưỡng mộ. Nên Wikipedia và sách báo có rất nhiều thông tin và hình ảnh đẹp của cô do hậu thế tôn thờ ái mộ mà vẽ ra. Hình ảnh về cái chết ấy còn gây thương cảm trong tôi hơn vụ hoa sen trong biển lửa khi Hòa Thượng Thích Quảng Đức từ thiêu để bảo vệ Đạo Phật. Vì đóa hoa Hypatia không những đẹp như một hình tượng nữ hoàn hảo mà còn là biểu tượng cuối cùng còn sót lại của văn hóa Hy Lạp, nên cái chết ấy đã đánh dấu sự khởi đầu đêm trường Trung Cổ của đế quốc La Mã và Âu Châu mãi đến thế kỷ thứ 18. Hypatia là một triết gia chuyên dạy về triết học Plato, Aristotle và nhà văn hóa Hy Lạp Alexander khoảng năm 370 thời La Mã chiếm đóng Ai Cập và Do Thái. Ngoài triết học, cô còn dạy thiên văn học và hình học. Cô rất được kính trọng cả về học vấn lẫn đạo đức vì sự nghiệp trí thức, và có vì lẽ tìm không ra đối tượng tương xứng cô đã không lập gia đình. Nên dù rất đẹp và nhiều người ngỏ lời tán tỉnh, cô vẫn từ chối. Nếu cần hình ảnh người nữ trinh thánh thì tôi bầu cho Hypatia làm thần nữ đồng trinh chứ không phải là Maria. Cô bị tổng giám mục thành phố Alexandria là Cyril chủ mưu thảm sát một cách man rợ trên đường về nhà, và người thi hành luật mệnh lệnh giết cô là Pyrrha, một thầy dòng cuồng tín. Pyrrha là đám côn đồ, và đám côn đồ Kitô chặn người thiếu nữ chân yếu tay mềm, đánh đập tàn nhẫn, xé toạc quần áo rồi lôi lên sình sệt thân thể trần truồng mong manh của cô trên đường phố đến ngôi nhà thờ gần nhất, dùng mẻ xanh hay vỏ sò lăng trì cô cho đến chết. Sau khi cô chết, chúng chặt cô thành nhiều khúc, chắc thành đóng rồi thiêu. Nhà thần luận uyên bác John Tholan, người Anh, đã sử dụng hình ảnh vụ tàn sát man rợ này trong phần 3 của cuốn Tetra Demos xuất bản năm 1720 để chống lại Kitô giáo vào thế kỷ thứ 18 bằng giọng văn Úc Chiến. Ông viết như sau: Hypatia hay là câu chuyện về người phụ nữ đẹp nhất, thanh khiết nhất, học thức nhất và hoàn hảo nhất về bất kỳ phương diện nào. Người đã bị bọn nhà thờ Kitô giáo ở Alexandria xé xác ra từng mảnh nhỏ để làm hài lòng cho sự kiêu ngạo, sự tấn công và sự tàn ác của tổng giám mục của họ, như thường lệ được liệt vào hàng thánh nhưng bất xứng thánh vượt cấp Siro. Sử gia Công giáo Scopletiqui cũng được gọi là Socrates của Constantinople, nay là Istanbul, sống cùng với Hypatia, viết trong lịch sử Mục Vụ. Tại Alexandria có một phụ nữ tên là Hypatia, con gái của triết gia Theon, người đã làm một tiến bộ vượt bậc trong giới khoa học, là đã vượt qua nhiều triết gia đồng thời chuyên dạy về hai trường phái Plato và Plotin. Số người không đếm xuể tụ tập tranh nhau đến nghe cô thuyết giảng, bằng vào sự tự chủ và tinh thần thích ứng
một cách dễ dàng. Trong việc phát triển văn hóa, cô không ngại việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Trước mặt các quan cai trị, cô cũng không cảm thấy e ngại với việc một mình đứng giữa đám đàn ông. Chẳng mắc cỡ hay mặc cảm gì với họ, khiến tất cả mọi người đều kính phục cô. Trước khi ra lệnh giết chết Hypatia, một năm Siro cho tàn phá toàn bộ các đền thờ Do Thái giáo tại Alexandria, được Wikipedia ghi lại, năm 414 giám mục Siro cho đóng cửa toàn bộ đền thờ Do Thái tại Alexandria, tịch biên toàn bộ gia sản của người Do Thái và đuổi họ ra khỏi thành phố Orex. Vị cảnh sát trưởng người La Mã, bạn thân của Hypatia, vừa mới cải đạo sang Công giáo, cảm thấy bất mãn những hành động của Siro và đã gửi một tường trình gây gắt lên hoàng đế để đáp trả lại phản ứng của Orex. Siro cho giáo dân nổi loạn với mục đích giết chết Orex, nhưng Orex không chết vì cảnh sát trưởng này đã cho bắt Ammonius, người cầm đầu cuộc nổi loạn này là thầy dòng tay chân của Siro, tra tấn và đánh chết trước công chúng. Siro muốn phong thánh tự đạo cho Ammonius, nhưng giáo dân thành Alexander không chịu. Họ cho rằng Ammonius không chết vì Chúa mà chết vì hành động côn đồ. Cuộc gây hấn giữa vị người đại diện cho vua và tổng giám mục bắt đầu từ đó. Chẳng may Hypatia được mời làm trung gian để hòa giải, nhưng Siro từ lâu đã ganh ghét uy tín của nữ triết gia, đã tìm đủ cách để hạ bệ uy tín của cô và cuối cùng cho người giết cô một cách dã man như đã kể. Quan cảnh đấu đá tại Alexander cuối thế kỷ thứ tư đầu thế kỷ thứ năm cho thấy Công giáo La Mã ngang ngược và tàn bạo đến cỡ nào. Lúc ấy họ chỉ đuổi người Do Thái ra khỏi thành phố, nghĩa là họ còn rất nhân đạo, nhưng sau này lúc mà không ai còn có thể theo đạo khác trong toàn lãnh thổ La Mã thì người Do Thái hay bất kỳ giống dân khác đều bị ruồng giết nếu không chịu cải đạo. Do vậy mà giáo hội luôn tự hào rằng Kitô giáo chinh phục Âu Châu vào thiên niên kỷ thứ nhất, chinh phục Phi Châu và Mỹ Châu vào thiên niên kỷ thứ hai, và giáo hoàng John Paul đệ nhị di chúc phải bằng mọi giá chinh phục trọn Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc, vào thiên niên kỷ thứ ba, tức bắt đầu từ thế kỷ 21 trở về sau, tàn ác là như vậy. Tổng giám mục Siro đối với các cái nhìn của giáo hội như thế nào? Ông được phong thánh của cả hai giáo hội chính thống và La Mã. Giáo hội làm lễ kỷ niệm ông hàng năm như Hoa Kỳ kỷ niệm ngày Kha Luân Bố. Ông lại được giáo hoàng Leon 13 phong là bác sĩ thần học năm 1882. Hàm vị này còn tôn quý hơn tiến sĩ thần học, được Benedict 16 tán dương là thánh Siro của Alexander là một nhân chứng không mệt mỏi và vững chắc cho Đức Kitô là lời Chúa nhập thể. Nhân vật thứ hai sau Hypatia là phải kể là Jenhut. Jenhut là một linh mục Công giáo Roma, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại Tiệp Khắc năm 1372. Ông là người thông minh, đỗ thạc sĩ tại Đại học Paraguay năm 1396 và được phong làm giáo sư năm 1401, làm khoa trưởng nhưng chỉ được một năm thì bãi chức. Ông chịu ảnh hưởng của John Wycliffe, chủ trương đổi mới giáo hội, đưa ra nhiều bài giảng tố cáo những sai lạc của giáo hội và ước mong cải cách để biết về John Wycliffe và những khủng hoảng trầm trọng của giáo hội Roma. Xin xem bài viết lại vụ đánh cuộc của Passat. Cuối cùng tác giả trên sách hiếm hoặc thư viện Hoa Sen. Ông chủ trương về thời kỳ các tông đồ sống thanh khiết, gian khổ và nghèo khó. Ông ủng hộ lập trường của John Wycliffe, phê bình nghiêm khắc bí tích thánh thể uống máu và ăn thịt Chúa, phản đối kịch liệt việc bán vé lên thiên đàng của giáo hoàng nhằm kiếm tiền để gây quỹ cho thánh chiến. Ông cũng chủ trương giáo hội không nắm quyền
mà tất cả quyền bính đều trao lại cho thế tục. Ông được hưởng ứng rất đông, được giới quyền quý ủng hộ nồng nhiệt. Phong trào thiên niên trỗi dậy vào dịp này, cho rằng đã sắp đến ngày tận thế phán xét vì hiện tượng chống Chúa xuất hiện với nhiều sai trái xảy ra trong giáo hội theo như lời tiên tri của Giăng 2:18 đến câu 19. Các con yêu dấu ơi, thời kỳ cuối cùng gần đến rồi. Các con đã nghe rằng kẻ thù của Chúa cứu thế đang đến, và hiện nay có nhiều kẻ thù của Chúa cứu thế đã xuất hiện. Vì thế mà chúng ta biết ngay là lời thời kỳ cuối cùng. Những kẻ thù ấy từ chúng ta mà ra, nhưng họ vốn không thuộc về chúng ta. Vì nếu họ thuộc về chúng ta thì họ đã ở với chúng ta, nhưng họ đã bỏ đi, chứng tỏ rằng họ chẳng hề thuộc đoàn thể chúng ta. Đạo Chúa có lá bài úp từ những câu kinh thánh loại này, sẵn sàng đưa chiếc nạ Aristix bằng sắt ra đỡ đạn khi giáo hội bị mang tiếng, sẵn sàng đưa khuôn mặt khác của Thiên Chúa là Satan ra, và trút hết xấu xa ô nhục vào đó, nguyền rủa Satan là kẻ thù của Thiên Chúa nằm ngay trong giáo hội. Tiên báo ngày phán xét sẽ sắp đến, một ngày phán xét được Giêsu loan tin sẽ xảy ra ngay khi các tông đồ còn sống, nhưng cho tới nay vẫn chưa hề xảy ra. Khi mọi việc đều trở thành lại bình thường thì chiếc mặt nạ Satan cũng sẽ được nhẹ nhàng luồn vào túi áo rộng. Joan Huth, nghiễm nhiên biến thành người tiên phong của phong trào cải cách. Ông đi trước Martin Luther hơn thế kỷ và bị trút phép thông công, rồi bị xử án dị giáo và bị thiêu chết trên giàn hỏa. Vụ án này được John Paul đệ nhị tuyên bố là sai lầm của giáo hội và đã xin lỗi trước với nước mắt cá sấu như thường lệ của tòa thánh Roma. Xin lỗi để được danh tiếng chứ chẳng phải để thực tâm sửa đổi. Còn rất nhiều, nhưng bài viết này không cho phép đi xa hơn để nói về Roger Bacon, một khoa học gia về nhiều mặt, từ vật lý đến hóa học và cả thiên văn học, cũng là tu sĩ công giáo Roma. Ngày nay ít ai biết, bị tàn phế sau 15 năm tù đầy đọa thân xác, toàn bộ tác phẩm bị cấm đoán khi ra tù chỉ để ngã gục vì cạn kiệt. Hình ảnh Roger Bacon được một trí thức Pháp viết như sau: ông thầy tu này ít được biết và đã bị ngược đãi một cách tàn nhẫn suốt cuộc đời, lại là khuôn mặt khoa học lớn của thời Trung Cổ, đó là thiên tài lớn nhất và đầy đủ nhất đã xuất hiện tại Âu Châu trong một thời đại dài. Theo Louis Figuer, văn sĩ Pháp thế kỷ thứ 19, trở lại với đề tài chính của chúng ta về lòng nhân đạo của linh mục De Las Casas thời Columbus 4. Theo văn biểu Lauren, người Canada thì De Las Casas không hoàn toàn cho rằng người Indian là con người, mà chỉ là human like, giống con người thôi. Giả thiết De Las Casas thực sự có lòng nhân ái như được tài liệu công giáo ca tụng, thì ông phải bỏ đạo công giáo, lên án giáo hội, có thể dùng cái chết để phản đối mới đúng, là bậc thánh đem thân mình làm đuốc sáng để thức tỉnh lương tri của người Kitô giáo da trắng. Đằng này mồm ông hô to khẩu hiệu không nên cưỡng bức lao động, phải chung sống và cùng làm việc với người da đỏ, tìm cách cải đạo họ bằng vài cử chỉ ve vuốt dụ dỗ. Nhưng quân đội Tây Ban Nha mà De Las Casas phục vụ vẫn bắt hại người bản địa, cướp đất đai của họ, bắt họ làm nô lệ miễn phí đến chết để phục vụ cho đế quốc Tây Ban Nha và cho giáo hội. Trong cuốn Burimi Head at Wonder, Chôm trái tim của tôi lại Wonderkin, hai tác giả sử gia De Brouw là Humboldt Sai xuất bản năm 1971 đã đưa ra những nhận xét như sau: khi hai giống dân người da đỏ bản địa Mỹ Châu và người da trắng Kitô giáo Âu Châu giao lưu lần đầu tiên, nhóm người thứ nhất cởi mở mặt, đặt niềm tin vào nhóm người thứ hai. Họ nghĩ rằng nếu họ thỏa mãn những đòi hỏi của người Âu Châu
thì mọi người có thể cùng nhau chung sống trong sự hòa bình hạnh phúc. Người Âu Châu lại nghĩ rằng người da đỏ không có linh hồn, và do vậy người da đỏ không phải là người, tin rằng thổ dân Âu Châu Mỹ không phải là người. Người Kitô giáo da trắng biện minh được cho mọi sự bất công và bất bình đẳng của họ đối với thổ dân qua ánh nhìn lịch sử. Không có linh hồn theo người Kitô da trắng đồng nghĩa với sự phủ nhận mọi giá trị trước mặt Thiên Chúa. Và dĩ nhiên với đức tin cuồng tín kêu chết thì không được sống mà vẫn phải làm ơn vào Thiên Chúa, thì không gì người Kitô giáo không dám làm. Wondaskin là một khu phố ở quận Ogala, Lakota, trong tiểu bang South Dakota. Nơi đây, ngày 29 tháng 12 năm 1890, quân đội Mỹ đã tàn sát từ năm 150 đến 300 thổ dân của bộ tộc Lakota, trong đó bao gồm hàng chục phụ nữ và trẻ em. Ngày nay, nơi đây có cả một viện bảo tàng trưng bày tội ác này của người da trắng. Đây cũng là điểm son của người Mỹ dám giết, cũng dám công khai bày tỏ sự ăn năn. Và ngày nay chính phủ Hoa Kỳ tìm đủ một cách để giúp đỡ các thổ dân, không như John Paul đệ nhị tuyên bố tuyên thú bảy đại dương tội ác của Công giáo, nhưng chẳng một chút ăn năn đền bù, vẫn tiếp tục gây tội ác, lại còn tự khoe không ngớt rằng không ai can đảm như Đức Thánh Cha, dám mặc dày thừa nhận tội ác không thể so sánh của giáo hội từ 2000 năm nay. Đoạn văn trên nói rất rõ rằng đối với người da đỏ thì người Kitô da trắng cướp đất, cướp nước và đối xử như súc vật, giết chúng họ. Còn đối với người da đen, phi châu thì họ cướp đoạt sức lao động. Cả hai sự cướp bóc đều cho phép xã hội Kitô da trắng giàu mạnh hơn và càng tự hào về tính cách siêu việt của mình. Đừng nghĩ rằng đây, hàng trăm năm trước, loài người còn bị hạn chế về văn hóa, kém hiểu biết, ít có phương diện và điều kiện để tư duy một cách trưởng thành, mới có thể đồng hóa con người với súc vật. Điều mà ngày nay được đánh giá là phi nhân bản, phi văn hóa và bị lên án kịch liệt. Chúng ta đã lầm lớn. Ngày nay có một ông linh mục Công giáo người Việt, ngài Matthew Nguyễn Khắc Hy. Matthew Nguyễn Khắc Hy trong dịp trả lời một con chiên khi đề cập đến người vô thần, ông lớn tiếng cho rằng người vô thần theo trường hợp thứ 3 trong clip thì chẳng khác gì cầm thú. Người vô thần nhóm thứ 3 theo ông là người biết Thiên Chúa là ai, biết được mọi sự mà vẫn từ chối đức tin vào Thiên Chúa. Thú thật, ông tự mâu thuẫn với ngôn ngữ của mình. Đã vô thần thì không cần biết Thiên Chúa là ai. Nếu biết Thiên Chúa là ai, đồng nghĩa với khẳng định sự hiện hữu của Ngài. Vậy đâu thể gọi là vô thần nữa. Ông Hy muốn chửi Cộng sản hay người Kitô giáo theo Cộng sản. Lời nói của ông với tâm bất chính đã trở nên mù mờ, khiến người nghe chẳng hiểu ông định nghĩa thế nào là vô thần. Xem nguồn này vào phút thứ 7, 56 giây. Thực tế không thể có sự hòa hợp giữa hai khái niệm vô thần mà Cộng sản là biểu tượng và hữu thần mà Công giáo là đặc trưng. Hai khái niệm thuộc về hai phạm trù đối nghịch và loại trừ lẫn nhau đứng trên căn bản luận lý. Do vậy, sự thù ghét vô thần nơi người Kitô giáo đôi khi rất mãnh liệt, làm hồi sinh lại bản năng tư duy máy móc và mang rợ phi văn hóa của thế kỷ 14-15 trong đầu óc họ. Lần này, sự mang rợ không phát sinh trong Kitô da trắng mà nảy nở ra trong Kitô da vàng bằng thái độ cực đoan của linh mục Nguyễn Khắc Hy. Giữa một nước Mỹ mà ai cũng tự hào là văn minh, ông rao to rằng vô thần là thú vật. Ông chia thành ba loại vô thần một cách hàm hồ mà tôi không muốn mất thì giờ để thảo luận, vì nó quá ấu trĩ. Dù vô thần nằm trong phạm trụ nào, trong ba năm, trong ba ngang kéo của linh mục Nguyễn Khắc Hy, thì vô thần vẫn là vô thần, vẫn không công nhận có một vị thần toàn năng, toàn quyền sinh sát, sinh ra và làm chủ tể vũ trụ. Theo lập luận của Nguyễn Khắc Hy thì Phật Thích Ca, Khổng Tử, Lão Tử, Heracles, Parmenides,
Vợ chồng Marie Curie Hawking đều là thú vật cả. Nói thế e rằng hơi oan cho Nguyễn Khắc Hy. Tôi chắc Hy chả thù hằn gì Khổng Tử, Lão Tử, Platon, Socrates hay Thánh Gandhi, nên tôi gút cái túi vô thần của ông Hy lại để còn chỉ còn Phật giáo và Cộng sản châu Á. Vì sao tôi kể Phật giáo và trong bầu hồ lô của Hy? Xin thưa, giáo hội từng thề quyết không đội trời chung với Cộng sản, và sau khi Cộng sản quốc tế sụp đổ thì Hồng Y Joseph Ratzinger, tức giáo hoàng Benedict thứ 16, đã tuyên bố rằng Phật giáo thay thế Cộng sản làm kẻ thù số 1 của Công giáo Roma. Ngày nay, Cộng sản quốc tế da trắng đã tiêu vong. Kitô da trắng không còn quyết liệt tử sinh với Cộng sản da trắng nữa, nhưng Kitô da vàng vẫn duy trì nguyên status vua của thời kỳ chiến tranh lạnh, một lòng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Cộng sản da vàng. Đặc biệt với mối thù Cộng sản da vàng đuổi Pháp đánh Mỹ và đập tan chế độ thân Mỹ tại Sài Gòn vẫn như nét mực còn in trên giấy mới. Chưa bao giờ nguôi trong lòng họ, tôi đã viết khá nhiều về đức tin Thiên Chúa trong quá trình cọ sát với sự phát triển trí năng của loài người xuyên qua chủ nghĩa hoài nghi của thời Phục Hưng kéo dài đến kỷ nguyên giác ngộ. Trong bài xét lại vụ đánh cuộc của Bascom, nên ở đây tôi không mất thì giờ nhiều với linh mục Nguyễn Khắc Hy, trừ phi ông ấy muốn có một cuộc bút chiến về đề tài này. Không biết Hoàng Duy Hùng nghĩ sao về lời tuyên bố vô thần là thú vật của Nguyễn Khắc Hy. Đồng thời tôi cũng muốn biết Nguyễn Khắc Hy nghĩ gì về con chiên Hoàng Duy Hùng, hiện nay là cánh tay đắc lực cho bộ máy thông tin truyền thông của nhà nước Cộng sản tại hải ngoại. Nếu có sự tranh luận giữa một linh mục tại nhiệm và một linh mục suýt nữa được ơn gọi thì chắc sẽ rất hào hứng, nhất là về một thể tài văn hóa chính trị dưới lăng kính tôn giáo. 3. Văn hóa kỳ thị chủng tộc và buôn bán nô lệ. Sự kỳ thị phát xuất từ văn hóa Abraham, nơi đó chủng tộc luôn được Thiên Chúa bảo vệ và khen ngợi là dân Do Thái. Ta sẽ ban phước cho kẻ chúc phước con và nguyền rủa kẻ hại con. Sáng Thế Ký 12:2.3. Kẻ nào tấn công các con sẽ thất bại. Không vũ khí nào làm ra để tấn công các con có thể thành công. Isa 14:15-17. Ta sẽ là bức tường lửa bao quanh nàng. Kẻ nào đụng tới con là đụng vào chân tay, chân mày trên con mắt của Thiên Chúa. Jack 2:5-8. Đừng sợ, vì ta luôn ở với các con. Đừng mất dũng khí, vì ta là Thiên Chúa của các con. Ta sẽ khiến cho các con mạnh hơn, ta sẽ giúp các con. Isa 41:10. Kẻ nào chiến đấu với các con, nước Do Thái sẽ bị tiêu diệt. Isa 41:11. Kinh Thánh khuyến khích người theo Chúa hãy hãnh diện, được làm nô lệ, làm tôi tớ hàng mòn của Thiên Chúa. Nhưng các triết gia Kitô viết rằng triệu lời ca tụng tinh thần nô lệ này, nào là nô lệ tự do, nô lệ vào cứu rỗi. Tác phẩm Slave of Church, nô lệ của Đấng Kitô, của giáo sư thần học Hoa Kỳ Harris Murray, đã phân tích Thánh Kinh Tân Ước biến mắt nô lệ đầy vang lớn cầu khẩn nhìn lên trời của Giêsu lúc thụ hình trên cây thập giá hướng về Thiên Chúa thành biểu tượng của sự lệ thuộc vào tự do. Một món xào nấu trộn lẫn giữa văn hóa La Mã và Hy Lạp, biến sình đất thành vàng khói. Buồn cười nhất là ý tưởng cho rằng chúng ta yêu Thiên Chúa, chúng ta lệ thuộc vào Ngài, và Thiên Chúa yêu chúng ta vì chúng ta là của cải của Ngài. Tôi làm việc với một kỹ sư người Pháp khi mới định cư tại Paris. Có hôm cùng đi ăn trưa, ngồi chuyện vãn. Anh ta nói anh ta thấy tôi quá lương thiện trong công việc khuyên tôi, thay vì dùng thực chất để làm sản phẩm của mình, hay bỏ vào tôi đôi chút mã mảnh của người làm thương mại cầu sự hào nhoáng bề ngoài, và nhắc là nên soạn thảo một lời quảng cáo tuyệt vời
còn sản phẩm có tồn tại với thời gian hay không, đó là chuyện của người mua. Rồi anh ta cười nói với tôi rằng: phải trang bị cho mình một thứ tài năng. Hôm nay bán xe sơn màu đen, ngày mai bán xe sơn màu trắng, sao cho lúc bán xe màu trắng, xe màu đen là hạng bét, và khi bán xe màu đen thì xe màu trắng là hạng bét. Từ quan điểm này, ta thấy rõ bản chất của triết lý Kitô nô lệ cho Chúa chính là tự do. Tự do bằng nô lệ, nô lệ bằng tự do. Tinh thần kỳ thị và nô lệ của Kitô giáo được thấy rõ qua lịch sử buôn bán nô lệ, tàn sát thổ dân và ảnh hưởng mạnh đến xã hội Hoa Kỳ trong thời gian dịch Covid lan tràn tại Mỹ, mà chúng ta sẽ phân tích sau. Cây nào thì mọc ra trái nấy, có sơn phết gì thì trái táo vẫn không thể biến thành trái cam, trừ phi Kitô giáo tuyên bố hủy bỏ kinh Cựu Ước, cắt đứt mọi liên quan đến Thiên Chúa Do Thái. Nếu không, không thể chối cãi được đó là nguồn gốc của mọi sự kỳ thị chủng tộc cùng với chủ trương nô lệ, không phải do Thái giáo phát tán mà do Kitô giáo phát tán. Có lẽ dựa vào Kinh Thánh mà hầu hết các vụ buôn bán nô lệ đều có sự tham dự trực tiếp hay gián tiếp của giáo hội La Mã. Hãy bắt đầu bằng câu Kinh Liver 25:44 đến câu 46. Người phải tìm nô lệ nam hay nữ từ các dân tộc xung quanh ngươi, hãy mua nô lệ từ các dân đó. Ngoài ra, các ngươi cũng có thể mua các trẻ con của các gia đình ngoại kiều sống giữa các ngươi để làm nô lệ. Các trẻ con nô lệ này sẽ thuộc về các ngươi. Các ngươi cũng có thể giao chúng cho con cái mình sau khi các ngươi qua đời. Các ngươi có thể bắt chúng làm nô lệ đời đời, nhưng các ngươi không được ngược đãi đồng bào mình là dân Israel. Đoạn kinh đi trước từ số 35 đến 43, Chúa cũng cho phép bắt người Do Thái nghèo làm nô lệ, nhưng ra lệnh không được ngược đãi, chỉ được quyền xem như tôi tớ. Nếu người Do Thái đến kỳ hạn mà vẫn không đủ tiền chuộc thân thì vẫn được giải phóng vào năm Jubilơ theo tục lệ Do Thái, chu kỳ 25, 30, 40 hay 50 năm, tùy thuộc, tùy trường hợp. Như vậy Thiên Chúa rõ ràng đã kỳ thị chủng tộc và cho phép buôn bán các dân tộc phi Do Thái làm nô lệ đời đời. Chỉ một câu kinh ngắn này thôi, cùng với sức mạnh thế tục của giáo hội đứng lên cả vua chúa Âu Châu, đủ để xô nhân loại vào thù hận, bất công, gian manh, lừa gạt, tra tấn, chém giết không ngừng nghỉ. Sách Tân Ước 1 Timôte 6:2-2 đã xác minh lại điều này được dạy trong Cựu Ước, là phải trung thành với chủ nô lệ. Những kẻ ở dưới ách nô lệ phải tôn trọng chủ mình về mọi phương diện để không ai bêu xấu danh Chúa và sự dạy dỗ của chúng ta. Người nô lệ nào có chủ là tín hữu thì không nên xem thường, trái lại phải càng phục vụ chủ mình đắc lực hơn, vì chẳng khác nào giúp tín hữu mình yêu mến. Thực ra cũng có rất nhiều đoạn kinh tuyên bố rằng Chúa sinh ra loài người bình đẳng, nhưng giá trị tiêu cực của kinh Liver nêu trên có ảnh hưởng mạnh trên lịch sử nhân loại. Nó cho phép chủ nghĩa nô lệ bành trướng, phát triển và tồn tại tại Âu Mỹ mãi đến thế kỷ thứ 19, cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và cuộc cách mạng kỹ nghệ. Trong phạm vi ngắn của bài viết, tôi sẽ không nói về lịch sử của chủ nghĩa này, mà chỉ chú ý đến khía cạnh văn hóa. Từ đó khiến cho con người cho phép đối xử bất công, ngược đãi nhau. Karl Marx trong tác phẩm Lịch sử Kinh tế về chủ nghĩa tư bản của mình, cuốn Tư bản luận, đã tuyên bố rằng việc biến châu Phi thành một hang ổ cho cuộc săn bắt và buôn bán nô lệ da đen báo hiệu bằng bình minh bằng màu hồng của thời đại sản xuất tư bản chủ nghĩa. Cho ông cho rằng buôn bán nô lệ là một phần của cải mà ông gọi là tích lũy sơ khai của tư bản Âu Châu. Tích lũy của cải phi tư bản có trước và đào tạo tạo ra điều kiện tài chính cho quá trình công nghiệp hóa của nước Anh và sự ra đời của phương thức sản xuất theo tư bản chủ nghĩa. Câu nói của Marx là chứng nhân lịch sử cho sự khởi đầu của tư bản chủ nghĩa, với vốn tích lũy không thể thiếu làm đầu tàu là nô lệ chủ nghĩa. Có cái gì thấp thoáng rất huyền ảo? Chủ nghĩa tư bản là biến thân của lưỡi gươm và chủ nghĩa nô lệ là biến hình của thập giá.
mà lúc nào thì thập giá vẫn cầm cờ đi đầu. Vào những thế kỷ trước kỷ nguyên, khám phá các nhà thờ, tu viện, các giám mục và ngay cả giáo hoàng đều sử dụng nô lệ được bắt từ Phi Châu. Trang Wikipedia nói về việc này như sau: một số giáo sĩ công giáo, các dòng tu và giáo hoàng đều sở hữu nô lệ, và các chuyến thuyền hải quân trong các quốc gia của giáo điều giáo triều đã đặc biệt sử dụng nô lệ Hồi giáo bị bắt. Tuy nhiên, giáo huấn của công giáo La Mã bắt đầu chống lại một cách mạnh mẽ hơn một số hình thức nô lệ từ năm 1435. Vào kỷ nguyên, khám phá số lượng nô lệ thuộc sở hữu của các Kitô hữu gia tăng đáng kể. Phản ứng của các giáo sĩ dưới áp lực chính trị mạnh mẽ đã bối rối và không hiệu quả trong việc ngăn cản thành lập các xã hội nô lệ ở các thuộc địa của các nước công giáo. Những sắc lệnh đó của giáo hoàng, chẳng hạn như sắc lệnh của Dum Praeviat của giáo hoàng Nicholas thứ 5 năm 1452 và sắc lệnh Romanus Pontifex 1454 cho phép bắt nô lệ vĩnh viễn. Dân du mục mà Saracens và người khác đạo ở châu Phi được sử dụng để biện minh cho việc nô dịch người bản địa và chiếm đoạt đất đai của họ trong thời gian này. Tôi có viết rõ hơn về hai sắc lệnh Dum Praeviat và Romanus Pontifex này trong bài Giáo hoàng Francisco và Chủ nghĩa Cộng sản trên sách hiếm. Ai muốn hiểu rõ hơn xin tìm đọc. Chế độ nô lệ tuy là do văn hóa Thiên Chúa giáo chủ xướng, nhưng có một hiện tượng lạ là có một vị giáo hoàng xuất thân từ nô lệ, đó là giáo hoàng Calixtus thứ nhất. Bất kể Calixtus thứ nhất năm 218-222 là người thế nào, nhưng với thân phận một nô lệ vào thế kỷ thứ 3 vẫn được bầu vào chức vị giáo hoàng và là giám mục thành Roma, đối với tôi là một hình ảnh tuyệt vời đầy cảm xúc, chẳng khác tôn giả Upali với thân phận nô lệ Thủ Đà La đã cạo đầu theo Phật đi tu và chứng đắc thánh quả A-la-hán là bậc tôn thủ số 1 về luật tạng. Sự giảm dân số ở châu Mỹ tạo ra nhiều tình trạng thiếu nô lệ do dịch bệnh của người châu Âu mang lại, cũng như việc tàn sát thổ dân bản địa đã khơi dậy cuộc tranh luận này càng tăng trong suốt thế kỷ 16 về đạo đức của chế độ nô lệ. Chuyến hàng đầu tiên chở nô lệ da đen Phi Châu để giải quyết tình trạng thiếu nô lệ ở bản địa, mà sau này được gọi là buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương vào năm 1517, được khởi xướng theo yêu cầu của giám mục Las Casas và được hoàng đế Charles thứ 5 của đế quốc La Mã Thánh cho phép. Las Casas sau đó đã bác bỏ mọi hình thức nô lệ bất công và trở nên nổi tiếng là người bảo vệ vĩ đại cho các quyền của người da đỏ. Ông này tuy cũng có đôi chút lòng nhân đạo, nhưng chỉ là cái vỏ ngoài. Nhưng tôi phân tích ở những phần trên không có lời lên án nào của giáo hoàng về việc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương vào thời điểm đó. Năm 1547, Las Casas tuyên bố rằng người Tây Ban Nha không bao giờ có chính nghĩa trong cuộc chiến tranh chống lại người da đỏ. Trong khi đó, ông phớt lờ tội ác của giáo hoàng. Của giáo hội Columbo là một trong những tay lái buôn nô lệ hạng nhất của nền kỹ nghệ làm giàu cho các đế quốc Kitô vào thời kỳ bấy giờ. Columbo nói: nhân danh Chúa Ba Ngôi, hãy cho chúng con luôn bán được nhiều nô lệ. Năm 1488, giáo hoàng Innocent thứ 8 nhận món quà 100 nô lệ của vua Ferdinand thứ 2 của xứ Aragon. Ngài chi số nô lệ này cho các hồng y và các nhà quý tộc tại Roma. Năm 1639, giáo hoàng Urban thứ 8 đã cấm chế độ nô lệ người da đỏ ở Brazil, Paraguay và Tây Nam Mỹ. Tuy nhiên, ông đã tự mua cho mình những nô lệ không phải người da đỏ từ các hiệp sĩ Manta, mà có thể là sử dụng trong một việc chèo các chiến sĩ thuyền gheo lay cho giáo hoàng. Các hiệp sĩ Manta đã tấn công cướp biển và tàu bè của người Hồi giáo, và căn cứ của họ trở thành trung tâm buôn bán nô lệ
bắn những người Bắc Phi và Thổ bị bắt. Manta vẫn là một vị thường nô lệ cho đến cuối thế kỷ 18. Dòng này cần khoảng 1.000 nô lệ chỉ riêng cho việc trang bị các chuyến thuyền. Năm 1866, văn phòng tòa thánh của giáo hoàng Pio thứ 9 khẳng định rằng tùy theo các điều kiện, việc bán, mua hoặc trao đổi nô lệ không vi phạm luật thiêng liêng. Sự kỳ thị chủng tộc và chủ trương buôn bán nô lệ khởi nguồn từ Kinh Thánh, cho dù rất nhiều sách vở ca tụng rằng Kitô giáo đã có những vị thánh như Thomas Aquin, tự cho rằng con người sinh ra vốn bình đẳng, chẳng ai có thể làm chủ của ai. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý xem đến giờ phút này. Mời quý vị đáng đón xem cái phần thứ hai là phần thứ ba, thứ tư của mình. Xin cảm ơn quý vị.